Xe này của nước nào anh? Nhật luôn hả? Sao em không thấy cái hiệu gì nó liên quan tới Nhật ta? Không có bình hả cháu? À vậy hả? 8,5 triệu hả con này hả? 85 triệu hả? Bán được có lì xì không? Có đúng không? Chứ từ trước sau nói bán mấy đào được lì xì, sao anh không lì xì em? Rồi. Rồi lên ga, đạp ga. Đạp ga lên. Cái này chắc máy của dân mà. Nó biết không à? À cái đó chạy. Ôi. Ồ hay ra. Nó chạy này rồi anh. Từ từ để yên nó làm, à, đây là máy cắt cỏ nè các bạn. Máy cắt cỏ sân bóng. Anh cắt cái đám đó hả? Ông ấy làm bữa anh cắt cái đám đó hả? Bữa anh cắt thử hả? Đâu? Không đừng để vậy luôn giới hạn chứ. Anh xích ra. Mình có phải ép vô không anh? À. Hình như nó ép vô xong rồi anh mới giật được anh ơi. À đúng rồi, đó. Rồi, đâu thử coi. Bên kia chạy rồi anh. Cần đuôi này hạ xuống luôn hả? Nhiều cần dữ hả? Phức tạp hả? Ôi coi chừng nó bay cát lên, đá lên anh. Wow, máy tuyệt vời hả? Ô, cái dàn bơm nó khủng khiếp ha. Bơm nè. Quá wow, trời luôn. À, máy Nissan. Có hãng Nissan anh. Nissan Diesel. Ô, quá tuyệt vời. Rồi, sập xuống đi cháu. Không sao đâu. Cái này mà xài nó phải tập lái chắc hơi khó ha. Anh. Rồi dỡ lên đi.
Rồi dọn vô đi. 85 củ. Ồ mấy cái này nó êm quá nè. Hả? Motor nó êm quá. Nó chạy hết luôn anh. Cái này là anh khóa nhớt lại rồi. Đúng rồi. To vậy đó. Con mình ghê không quay à? Con bên này nhớt vô mà không chạy. Nhấc lên thử coi nó có bị kẹt không. Ôi anh đừng đụng tay vô nó kẹt cái chết á. Nó ai gãy tay á. Cái đó biết xong em thấy nhớt nó xuống mà nó không chạy. À. Em thấy nhớt xuống mà nó không chạy. Đó thấy không? Nhớt xuống nó nhúc nhích ống thấy không? À, nó mở bị kẹt bơm này. Hay là cái này bơm khóa đây. Trời đâu chạy được coi. Kéo lại coi cháu. Ô mẹ rồi. Cái bơm khóa thấy không em thông minh đâu. Nhìn vô em biết liền mà. Nó bị khóa cái này cháu nè. Nè. Không. Mở ra. À khóa lại nè. Không khóa lại là ngưng nè. Ờ đó mở ra. Hai cha con mấy giờ mà tìm không ra được cái cách để chạy. Cái này nó có chế độ ngược xuôi lên nha, ngược kia đồng hồ. Dạ đúng rồi, đúng tay em chưa? Ngược kia đồng hồ luôn. Đúng rồi, ngược xuôi luôn. À ngược xuôi này quay ngược xuôi nè. Dạ. Anh chạy ve thì làm ngược à, chế độ luôn à, anh chạy ve thì phát ngược. Nhớ là cái cần này lên xuống, còn cần này là vận hành. Màu đen là vận hành, còn này là lên xuống, cứ nhớ rồi. Nè, nè, lên nè, à, lên nè. Còn mấy con này là làm gì? Sao? À, chạy sao ạ? À? Chạy sao ạ? À? À. À, chạy ba con này riêng. Để chạy hai con này riêng. À. À nó xuống luôn rồi. À. Rồi vô bãi. Nissan. Khóa ngàm lại.
đây nè, nó có cái cần đây nè. Anh, không, nó lấy có cần nè, kéo đây cái nè, đó đúng rồi. Nó tính hết rồi. Bốn cầu, có bốn ha. Bốn, hai cầu, chạy bốn bánh luôn. Hai, ba với hai là năm cầu. Cái con này là con gì vậy anh? À, kéo bằng con gì? Kho bãi hả? À, kho bãi hả? À. Con này bán nhiêu? Con này bán nhiêu tiền? Con này bán 25 triệu, sao được tầm bình mới và đấy lấy bình gì thôi. 25 triệu là cao bình bao nhiêu ampe anh? 100 ampe. Đom lên chạy thử nha. Dễ chạy không? Dễ chạy không? Mình đạp ga là nó chạy hay sao? Đâu? Hả? À. Đây, đây, rồi, đây. Đây hả? Rồi, bây giờ là tới. Từ từ. Đâu? Bây giờ là đây là tới, đây là nuôi. À. Rồi. À. Rồi. Sao? Ra đây. Ra. À đây hả? À. Ai vậy? Sao có thấy nó chạy đâu? À. À. Nó đơn giản vậy thôi hả? À. Rồi bắt đầu mình ve vậy. Ôi trời. Ôi, chạy ghê chứ. À, đọc lạ đây. Rồi, đốt đèn ra ngoài. À, đặt bình dưới đây. Ủa, nó xài bình gì anh? 100 ampe. À, vậy hả? À, 2 cái 100 ampe, 50 ampe, bánh sạc. 50 ampe thì bao sạc bình vậy thôi. Chạy bánh nè, bánh đạc luôn nè, đó đây. Ấy là nó xài lâu không? À, 1200 kg. Đâu? À, 1200 kg bánh đạc. Cái gì, 1200 kg luôn? Đúng rồi, bánh đạc. Ô, giờ em mới thấy con này đọc lạ nha. Dạ, bình nữa đâu. À, đường tay anh dơ quá. À, hai bình này mình mới bỏ vô ạ. À, ngô hí. Đây. Ở đây là nó có một cái cái này số chạy đây chắc. Ủa sạc hả? Ủa số sạc hả? Rồi mình cắm điện đây, sạc điện nhiêu anh? 110, lấy 110 đâu sạc. À vậy hả, đảo vòng hả? À, ô ngộ ha. Ê, đằng trước nó xài bánh gì? À, bánh cao su đặc luôn. Có đèn đồ đàng hoàng. Nó làm cái ụ tròn này, em nói hồi giờ không biết ụ tròn này để làm gì vậy chứ. Mà làm chi nặng nề dữ vậy? À. À, cái này chỉ có tải hàng trong kho thôi. 25 triệu. À, ở đây nó có xài một cái sợi. À, nó có xài sợi sên nó kéo. Như vậy là chạy bằng bánh trước. À, vậy là chạy bằng bánh trước. Bằng cái bánh trước thì nó chạy là tốc độ 7 km, 8 km, 10 km một giờ luôn. Ghê chưa? À, rồi là vậy. Rồi mang vô cắt đi anh. Cắt đi, 25 củ hả? Là cả bình. Anh chạy vô cắt đi. Chạy đi. Lính hả? Thằng đó là gì của anh? Con rể. À vậy hả? Con gái anh vợ ở đâu? Nhà đây. Ở đây luôn hả? Ở với bố luôn hả? Anh được mấy đứa?
hai đứa. Đây có cái cỏ vàng nhập nhập nữa mà. À. Đây. À, cắt cỏ vàng. Sao xịt thuốc cây bán nhiêu anh? Ba thì chai. Còn ngon không? Bao. À, bao chạy luôn hả? Bao nó chạy. Xài máy dầu hay gì? Máy dầu hai máy á. À. Đây, động cơ hai máy. Hai máy dầu đây. À. Đây là một cái máy. Ô dàn bếp nó còn ngon vậy đấy hả? Bao phun ra nè, một cái máy nè. Đây là một máy, thấy chưa? À. Một cái máy ở đây, một cái máy để chạy cho bơm. Ủa, hai cái máy luôn. Hai máy dầu luôn. À, hai máy dầu. Chạy cho bơm. À, chạy cho bơm xịt thuốc đây. Ừ, xịt đây rất là mạnh. Hộp đựng đồ nghề hả? Ừ. Bơm mấy tầng vậy luôn. Ừ. Ủa cái máy mấy động cơ? Hai động cơ hay một? Hai động cơ nào cũng hai động cơ. Hai động cơ hết mà hai cái máy. Hai cái máy. Rồi nguyên chiếc này anh bán bao nhiêu tiền? 30 triệu. Ừ, mà xe này còn đẹp quá ha. Chân bếp đồ còn đã ha. Thế mà ấy mình ngồi nó có bị ảnh hưởng thuốc gì không anh? À vậy hả? Anh xịt thử chưa? Xịt thử rồi, lên cao lắm. À. Nó lên tới đọt dừa không? Đó, à, cái đó. Rồi nó quạt vô người mình sao? Không. Ồ. Chiếc này còn mới thật đấy. Hai cái máy. Mỗi cái là một động cơ rồi mình đèn lần hai cái đề. À. Chỉnh áp. Ôi, không được. Cái này bán 10 triệu không? Chiếc này nè. 19 triệu hả? À? 19 triệu. Đi đâu anh? Cắt hả?
treo dữ anh.